thiệt á, chở tôi theo làm cái gì á hả? Bây giờ đồ của khách chưa làm xong nữa nè. Anh thiệt á, sao đâu mất tính toán gì chứ, trời bực. Thì có nói là em cần gấp đâu mà anh biết. Mà bây giờ nè, áo vest của khách nè, chiều nó phải giao rồi nè, thấy không? Mà bây giờ chưa có làm xong nữa nè. Nhưng mà anh hẹn khách ở đây coi xe rồi, lỡ như lát hồi người ta tới rồi tao không thấy mình, người ta nói mình làm ăn không chuyên nghiệp rồi sao? Buôn bán mà cái ấn tượng đầu tiên là quan trọng lắm, hiểu không? Ấn tượng gì? Ấn tượng của anh ấy là bây giờ tôi khổ vậy nè, tôi phải đi may từng cái áo vậy nè. Khổ quá, em khổ gì? Em sướng muốn chết chứ khổ gì? Ở nhà trong nhà ấm im không mà, có đi ra ngoài sương gió như tôi đâu. Tôi ở nhà làm gì? Thì kiếm tiền cho tôi xài. Anh ra ngoài anh xài tiền của tôi. Thôi, mời, xài tiền của em cực muốn chết. Sáng ra trong mặt vậy. Thôi sáng đi, sáng đi rồi tôi chết rồi lỗ đầu rồi sống với ai? Tôi đi về. Đi đâu vậy? Đi bắt xe em về chứ ngồi đây chờ tới chiều hả? Con hết sữa rồi đó, con liệu hồn đem tiền về cho tôi. Alo, tôi tới rồi nè, tôi đang đứng dưới gốc cây nè. Tôi cũng đứng dưới gốc cây nè. Ủa, ở đây quá trời cây, biết cây nào mà tìm? Anh cho cái dấu hiệu khác hay chứ? Thì cái gốc cây mà có cái thân cây á. Bên tôi có lá luôn nè ông. Bên ông có lá không? Trời ơi, lá bao la luôn. Mà cây nào không có lá? Chứ cây nào không có thân ông ơi? Trời ơi, ý tôi nói cái thân cây là tôi đang đứng dưới kế bên cái gốc cây, mà cái thân cây mà tôi mặc cái bộ đồ giống như cái cây luôn, dễ tìm lắm, ông tìm coi. Rồi giờ ông la lớn lên đi. Ông la lớn lên đi tôi thấy ông. Thôi tôi quậy cái tay nè, ông thấy chưa? Chưa. Alo, alo. Alo, mà ông đang đứng ở đâu? Tôi đang đứng kế cái cây. Tôi đang đứng bên tay phải cái này. Thấy rồi. Ôi, bạn áo đen ơi. Trời ơi. Vậy mà nãy giờ sao không nói đi kiếm? Thì ông đâu đứng bên tay phải cái cây. Thì tôi cũng đang đứng bên tay phải cái cây. Tôi đứng bên tay phải nè. Ông ở đây đứng kìa. Ông ở đây đi, ông coi đi, y chang luôn nè. Tôi coi nè, cây đi đúng không? Tay phải tôi. Rồi tôi cũng đang đứng bên tay phải nè, nãy tôi nói nè. Rồi chịu chưa? Xe vậy là được rồi đó. Anh chờ tôi 15 phút nữa đi. Sếp tôi tới rồi, sếp quyết cái rồi tôi trồng tiền cho anh luôn. Chứ giờ anh đi đâu? Tôi đi giải quyết cái. Giải quyết cái gì? Nãy đi ăn chiều không nổi, đứng nãy giờ. Trời, nãy tôi thấy cái gốc cây là tôi thèm lắm rồi đó. Anh biết ở đây có cái quán cà phê nào không? Chỉ tôi cho tôi giải quyết cái. Trời ơi, tôi cũng mới tới đây, tôi có biết gì đâu. Thôi anh kiếm đại gốc cây nào vô anh làm đại đi. Tôi lại cái gốc cây hồi nãy đi. Rồi khi nào sếp tôi tới, anh lại đó anh kiếm tôi nha. Rồi, anh đi lẹ đi. Ok. Cái gì vậy? Mà không được, tôi quên. Sao? Sếp ơi, cứu em, sếp ơi. Cái gì? Sếp ơi. Nó ra tới rồi hả? Không phải, tôi quên đồ. Sếp ơi, sao sếp ơi. Trời, anh nhanh giùm tôi cái đi. Sếp ơi, sếp tới chưa? Sếp đi chưa? Sếp ở bên nhà hàng đúng không? Sếp ơi, nãy em có bỏ quên cái túi đồ nghề á. Sếp mang ra giùm em nha. Để tối về em sửa xe cho con vợ em cái. Sếp mà không mang tối về, nó sửa em luôn á. Mà sếp tới chưa? Để em biết em giải quyết. Không, giải quyết cái chuyện của em chứ không có chuyện của ai hết á. Vậy nha, rồi tới liền nha. Rồi sếp tôi tới liền. Đi tôi đi nha, anh ở đây coi xe nha. Đi lẹ đó. Cái gì trời? Alo, mày ra đây coi giùm tao chiếc xe coi. Sao mà tao để nó không nổ nè? Cái gì? Giờ này nó bẩn gì? Mày kêu lẹ thằng nào lính mày ra đây đi. Nhanh lên. Ừ. Ôi trời đất ơi, nhanh vậy? Mày đi bằng đường gì vậy? Thôi vô sửa lẹ đi. Nhanh đi sửa đi. Sửa lẹ tao còn có 15 phút thôi à. Nhanh lên. Nhanh lên giùm cái đi. Ủa, chưa có bán xe nữa hả? Vậy thôi anh chở em về đi, em tìm không có xe ôm nữa trơn á. Xe hư rồi. Trời ơi, thương sao vậy? Sao? Quý Anh, là em sao? Hôm nay là sinh nhật của em, anh có món quà này muốn tặng cho em nè. Món quà vừa bất ngờ quá vậy? Đây. Đẹp cái gì? Trời, đúng màu cam em thích.
sao cái này? À, đây là chiếc xe của người ta, còn cái này của cô em nè. Nhưng mà trời, sinh nhật bạn gái mà tặng cái này hả? Một bó bông mà còn bắt ở ngoài công viên nữa. Trời ơi trời, anh cũng chỉ là một thằng khổ đánh áo ôm thôi. Bông nè. Trời ơi, sao vậy Phi Anh? Tôi đã tin lầm anh rồi. Trời ơi, tôi tưởng anh cũng có điều kiện lắm chứ. Anh biến đi, chia tay. Em lấy chồng rồi hả? Em làm cái gì vậy? Em làm gia đình rồi hả Phi Anh? Em làm cái gì vậy? Nó là bồ cũ của em phải không? Em làm gì mà núp núp ló ló? Em sợ nó cười là em xấu hơn ngày xưa hả? Em nhìn nó đi, so với nó thì bây giờ em còn sang chán mà. Em là vợ của anh mà, em xấu hổ gì hả? Sao em nói em chia tay anh để lấy chồng giàu sang, ổn định hơn mà. Tại sao vậy? Tại ngứa. Cái gì? Tôi ngứa quá, mũi cắn. Vậy chứ tại sao? Tại nhìn gì mà nhìn? Em sợ nói nhà anh phá sản nên nhục đúng không? Kệ, nhà anh cho dù có phá sản á cũng hơn thằng này. Ngày sao? Ngày xưa em nói nó hả? Nó sang trọng lắm hả? Mà sao dở bần hàng quá vậy? Sửa xe hả mày? Nãy giờ không biết sửa xe tao có hữu dụng nữa. Mày nhìn gì? Nhìn gì? Ai cho mày nhìn vợ tao? Mặt mũi như mày cũng rạp nhìn gia đình người khác hả? Về. Cũng ngon đó. Trả tiền sửa xe cho mày nè. Nhìn mặt cũng tội quá. Anh mày giàu có mà, bo cho mày nè. Anh làm cái gì vậy? Của anh nè. Mày làm gì vậy? Tình cũ không đủ cũng tới hả? Còn mày nữa, đừng có mơ mà nói là tình xưa. Cái con này hả? Nó không có tao là nó chết, nó sống không có được đâu. Mày cầm tiền mà biến đi. Sếp tới hả? Nãy đi ăn sushi với sếp, em đau bụng quá, em mới giải quyết xong. À, giới thiệu với hai người, đây là sếp tôi, chủ tịch của chuỗi phân phối xe phân phối lớn nhất cái khu vực này. Mày nhìn cái gì? Cô nhìn cái gì? Nói chứ tôi bán chiếc xe đó, coi năn nỉ á, mua giùm đi. Tôi không thể mua chiếc xe này. Phi Anh, nếu em cần giúp đỡ, anh sẵn sàng. Dẹp, không có bán buôn vậy đó. Về. Phi Anh. Phi, anh làm gì vậy? Sếp tôi làm gì vậy? Anh là làm tôi kiện anh đó, anh đòi nổi không? Anh làm cái gì vậy? Anh xô tôi té anh thịnh đỡ tôi thôi mà. Phi Anh, tại sao lại chịu cổ như vậy? Không được bánh rồng. Không được bánh rồng. Không được bánh rồng. Phi Anh, em cảm ơn anh. Chúng ta không còn là gì của nhau, anh vẫn đối tốt với em. Nhưng mà chuyện của mình đã là chuyện cũ rồi. Nhưng anh ta có yêu thương gì em đâu chứ. Nhưng mà sóng gió đủ rồi anh à. Em không muốn làm phiền tới cuộc sống của anh nữa. Nhưng mà cuộc sống của em, em chọn sai. Em chịu. Anh về đi. Ui, không được đâu, không được đâu. Để chết tôi nói chuyện. Em buông anh ra đi. Trời ơi, mừng quá. Cảm ơn sếp. Làm sao sếp? Chiếc xe này mày đem về làm mắm đi. Tôi mua. Trời ơi, tính tiền đi. Thiệt luôn hả sếp? Này mày, quét đi.
Hy vọng với số tiền này có thể giúp được em. Đi. Đi. Không có tao mày sống nổi hay không? Ly dị đi. Giỡn nghe vậy giỡn. Nhìn tôi có giống đang giỡn không? Để có ly dị rồi, người sống không nổi là tôi hay là anh? Sao vậy? Từ từ thôi. Bên phim nó xếp dùng cái máy luôn á. Ủa thật đó hả? Em đeo vô lão lên rồi. Dạ anh. Lên ra. Lên ra. Dạ. Lên ra. Em lên cửa thôi. Dạ. Ok. Coi khu bên đây hả mặt. Ừ. Không em cứ ngồi lên đó của chị lên. Xong cái chị giật ra cái chị. Cái này. Cái chị nhảy qua luôn. Em nè nè. Em đi bằng đi. Lên rồi em hỏi con bạn ra. Dạ ok. Ra là giúp mình đó. Anh làm cái gì vậy? Thôi, máy chạy. Anh làm cái gì vậy? Máy chạy. 3, 2, 1, giết. Ui giết á, dây. Té, té chị. Té, té. Té, nhiều rồi đó.